Anh ơi, cái này cái gì ấy? Cái này á? À? Cái này là chè, hôm nọ anh tặng bác em ấy, không nhớ. Cái chè nhà chị cái này là cái gì ấy? Cái này là mật ong anh cầm lên nhà bác súng một lần rồi nhớ không? Mật ong bạc hà ấy. Lâu rồi em quên. Ờ, à, đấy. Cái này là cái chè này. Cái chè này là anh đang bán cho các cô bác. Cái này là chè nhà chị anh làm luôn. Vâng. Bây giờ đi chợ đi. Đây bây giờ là anh cái em mình sẽ cái cùng với cái mật ong vào. Vân với cả xanh đi chợ để mua một chút đồ ăn chuẩn bị cho bữa tối nay. Và đây là những cái số mật ong bạc hà cuối cùng của gia đình nhà Tăng Gió Mạch rồi. Đây là những cái chai cuối cùng rồi nên là cô bác anh chị nào mà đặt thì nhanh tay thì nhanh cùng điện thoại thì sẽ được. Còn số lượng chè thì hiện tại cũng còn từng đầy cân thôi cô bác anh chị ạ. Đấy. Đấy. Bây giờ thì đi chợ đi nhá. Đi mua hoa quả xong các thứ nhá, anh ở nhà anh chuẩn bị. Anh sẽ cắm cơm các thứ chờ nhá. Đây đi cùng chị. Chợ. Đi chợ đi nhá. Lần đầu tiên được ra đây nhà vườn nhỉ? Đội mũ mà rất là xanh nhá. Đây đây. Có biết đi không? Hay là để anh đèo? Bình tĩnh cho em xin đường thế nhá. Yếu á, con đi từ từ thôi. Ủa đâu anh lại quên đội mũ rồi. À mà thôi thôi cứ đi sao. Bây giờ sắp tối rồi, không có hàng. Đây rộng cơ. Không như vết đáng rồi. Mình không nhỉ? Thành phố thì bỏ mũ đấy. Cái này. Bỏ khẩu trang ra, không sợ đâu mà. Bỏ khẩu trang ra. Có đâu, không có đâu. Xin chào tất cả các bác, quay trở lại với nội dung tiếp theo của anh em mình. Hiện tại là mình đang ở chợ Yên Minh. Hôm nay mình đưa em Vân với em Say ra chợ mua dưa. Vân được ra đây bao giờ chưa? Chưa được ra. Say cũng lần đầu tiên à? Hôm trước đi mua lợn đã ra rồi. Đợi tí. Đây cá đây, hàng cá đây. Có thấy con cá nào to như này chưa? Có thấy con cá nào to như này chưa? Ở chú Vân không có nhỉ? Con này á? Được rồi nhá. Đi bên này mua dưa chị ạ. Hello. Đi chậm thôi, bình tĩnh. Đây. Để nhá.
Xây thích ăn gì thì mua nhá. Đây hết rồi, chợ chiều đến đây thôi. Còn chủ nhật nó khác. Chủ nhật là sang vòng hết chỗ này luôn. Có mua này không? Vật. Mua quả này không? Quả này. Hả? Thích nhỉ? Cứ đi theo anh. Mua dưa nhá. Mua dưa nhá. À. Mua dưa dã. Vâng. Đây không có dưa nhỉ. Tìm dưa, tìm lu đi. Đây đi xem, cứ đi xem đấy, không sợ đâu mà. To nhỉ? Có lấy một con về nuôi không? Hả? Con này là nuôi ở ao thôi. Đào mình không nuôi được đâu. Cá này gọi là cá gì hả chị? Cá chép à? Cá chép đúng không? Con kia là rô phi. Cá rô phi. Cá này chưa thấy bao giờ. Cá này em thấy nhiều. Thấy nhiều á. Nhưng mà thấy con to như này không? Ui, thấy con to hơn. Bữa trước ba vợ em lấy một con 5 cân. Ừ. Chú về sáng nhỉ? Sáng vàng đi ăn. Được rồi, xuống dưới kia em mua đậu phụ đi. Xong mua dưa. Xuống đi, xuống, cứ xuống. Đây đây, cứ lên đi. Lên kia. Đi hỏi đi. Anh khác đưa tiền. Lên. Mua một dưa với một quả nữa nhá. Một thứ một cân. Đây. Đây mua một dưa này. Đây quả đây. Đi mua rồi mua chuột này nhá. Chợ chiều thì nó chỉ từ đầu này xuống bên dưới kia đâu. Đây mua dưa này, một cân. Hello anh. Đây đây, cứ lấy đi. Một cân bao nhiêu tiền bà? Cân 10.000 em ạ. 10.000 à? Cho cháu một cân. Đi dạo tí anh. Có biết nhận cân không? Biết à? Hai cân đi, mua một cân ít thế. Một cân thôi. Có bốn người thôi. Đây đây tiền. Vâng đây. Có mua gì nữa không? Mà nhiều ăn không hết. Ôi sợ, sao mà ăn không hết? Quay xe đi.
xe về trước đi. Đi về trước. Đi bộ về trước. Mất chìa khóa à? Cái điện thoại em trước có vứt ở đâu? Điện thoại đây. Mang về gì? Trước mang về chỗ ông anh sửa. Không ở màu rượu thì hơi ít nhỉ. Đây, bây giờ mình để chân chóng xuống mới quay được. Nãy chú mua điện thoại kìa bạn. Chú đỏ đỏ cái này mua điện thoại ấy. Đúng rồi. Ra thành phố nó phải khác. Cũng như ở dưới mộng dễ chứ. Tại là mình đi về. Đang say. Có đi chơi một vòng không? Nó số 1 đi. Cắm hết cỡ đi. Xe này là nó hơi yếu. Phân phối 50cc. Rộng nhỉ? Đừng có đâm vào họ là được nhé. Đây cửa hàng lớn nhất Yên Minh ở đây. Bán xe các thứ bên này. Đây, chỗ này là chỗ bán xe máy. Bán xe máy với bán nồi điện các thứ ở đây. Còn đây đây mấy chỗ này là quán đồ ăn vặt, cả nhà nghỉ các thứ ở đây, cắt tóc, quán ăn đêm. Ở Mậu Duệ cũng có như này không? Có nhưng mà ít nhỉ? À, trên này hơn nhiều tí. Đẹp nha. Lần đầu tiên được ra huyện này quá là đẹp luôn. Này, đến nhà rồi. Để bên này. Đúng rồi, để chỗ kia cũng được. Mang dưa vào. Tí lại quên mất. Để cái mũ đấy. À cái mũ vẫn hôm trước anh vứt ở trong này, tí anh tìm cho. Mang cái này vào cho đây. Mang vào trong nhà tí anh lấy cái mũ đỏ kia cho. Cái này cơ mà. Tự vào bếp luôn nha. Cái này rửa chứ? Rửa. Cái này tắt nấu. Đây, kéo cái này xuống. Khó đấy. Khó đấy, mày học mới biết chứ. Nhà em sẽ có cái đấy đấy. Nhà em sẽ có cái vòi nước như thế đấy. Kể là dễ như của anh Vân. Sao mà dễ? Dễ thích lắm như của anh Vân à? Cái giống này. Ra cá chứ. Sao nào? Rửa dưa đi. Vân lấy dưa và rửa. Ừ, rửa cái nó cho có cái rổ mà. Thế cho cái bát đi.
này còn chưa bọc xem đi. Đây, bên trong này là không gian bếp của gia đình này. Đấy, em cho cái chậu kia, chậu nhôm ở kia. Vâng. Xong cho vào trong nhà tắm rửa cũng được nhé. Đấy. Hôm nay sẽ được trải nghiệm cuộc sống ở ngoài thành phố, à đâu, thị trấn như nào nhé. Không thể ở đây. Xay rửa thịt xong chưa? Cho các em trải nghiệm với vợ của Tam Giác Mạch cùng nấu cơm. Hôm nay thì cũng có những cái món rất là đơn giản thôi. Đó là cái này là chả, chả sốt cà chua này. Rồi là rửa cái này hộ anh. Xay. Đấy, tí mình ăn với cơm nhé. Em đổ hẳn ra đây Vân. Ở đây nó cái chậu mà, chậu như nhà em, lấy cái lắp vào. Đấy, đúng rồi, như nhà em đúng không? Đấy, nhà mình có mà mình còn không nhớ. Đây cho vào đây. Sao em mang vào nhà tắm rửa cũng được. Đây là cái nhà hiện tại hai vợ chồng nhà Tam Giác Mạch đang thuê. Thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Đó. Cá rán này. Cá rán giòn. Chả sốt. Vân đã ăn món chả sốt bao giờ chưa? Chưa. Có biết cái món này là món gì không? Không biết. Không biết à? Nó làm từ thịt lợn thôi. Dạ. Cá rán thì được ăn rồi đúng không? Cá rán. Cá rán này, con cá đi rán này, rán lên là vàng ấy. Cá rán thì em được. Rồi. Và làm thịt chưng mắm tép nữa mọi người ạ. À đâu, thịt chưng mắm thôi đúng không? Chưng mắm tép. Xay thì đang hộ rửa. Rửa dưa. Đây là anh em mình cố giữ các em ở lại để dùng cơm với gia đình. Thứ nhất là cho các em biết được cái không khí của thị trấn về đêm nó như thế nào, để các em có cái nhìn nó rộng hơn về cuộc sống. Thứ hai là cũng được tiếp cận với các cái bữa cơm, cũng như là nấu cơm ở ngoài này nó khác gì nấu cơm ở trong xóm. Đấy. Rất là nhiều khán giả hỏi Tam Giác Mạch là cưới vợ bao giờ mà không thấy thông báo. Đấy, đây vợ của Tam Giác Mạch đây. Xấu như ma đây. Đấy chưa, sạch chưa? Rồi, xong cho một ít muối vào ngâm nhé. Muối ở đâu nhỉ em ơi? Cho muối vào ngâm, xong đổ cho nước vào ngâm nhé. Dưa mình mua ở chợ thì các em mua về các em cứ ngâm muối xong mình hẵng ăn nhé. Ngâm với nước muối xong rửa sạch đi. Xong hẵng ăn. Đấy, để cho nó đảm bảo. Đấy. Xong là chắc là xong rồi, các em cứ vào nghỉ đi. Xong là tham quan nhà anh xem các anh đang làm việc cũng được. Bếp để mà mình trị thôi. Mỗi người phụ một tay như thế là tuyệt vời lắm rồi. Đi chợ thấy thế nào say? Đi chợ Yên Minh thấy thế nào? Thấy đẹp. Đẹp, đông đúng không? Vân thấy thế nào? Bao giờ đi chợ huyện bao giờ chưa? Hả? Đi được đi chợ huyện bao giờ chưa? Chưa. Chưa. Rồi, bây giờ xong rồi thì các em đi vào nghỉ tay đi. Xong là có bánh kẹo với sữa chua các thứ đấy. Ăn đi nhé. Không phải ngại đâu. Cái gì? Nồi cơm. Chưa thấy nồi cơm bao giờ à? Chưa thấy này bao giờ. Nhìn nó cute đúng không? Ừ. Rồi. Biết là mở cái nó cũng được. Đây mở thì chỉ cần bấm nút này thôi. Đấy. Cố. Ừ. Thôi hai thằng đi vào trong nhà xong rồi. Đấy có bánh kẹo với cả sữa đấy nhá. Cứ ăn tự nhiên đi, không ngại đấy nhá. Ngại là anh không lên với bọn em nữa đâu. À. Đấy. Hôm nay sẽ em Vân sẽ dùng cơm với mấy anh em Tam Giác Mạch với đại gia đình. Anh em mình sẽ tiếp tục chia sẻ. Các bác đừng quên là đăng ký để ủng hộ anh em mình nhé. Thank you.
Lên đi vào rửa chân tay xong chuẩn bị ăn cơm đi. Vâng đây. Thế nào, cơm nước đến đâu rồi nào? Để cho chủ kênh Tam Giác Mạch còn thẩm qua. Ai vừa bổ quả đấy? À, Trọng nó muốn ăn nó mới bổ đúng không? Đây. Nói chung là lấy vợ là lãi rất nhiều. Lỗ thì thấy trước mặt rồi, nhưng mà lãi thì cứ phải tận hưởng mới thấy mọi người. Cái gì đấy? Rau muống xào tỏi à? Không thể thiếu món rồng xanh vượt biển được. Ô, cái này bảo cho muối vào ngâm mà, không nhớ à? Không. Tí không được ăn gì. Biết làm nữa. Cho muối vào khuấy khuấy xong cho nước vào ngâm thôi. Nhớ không? Tôi để đấy, tí muối gì nhỉ? Đấy, cho một ít vào ngâm muối thôi mà, cho sạch sẽ. Muối, cho muối vào ngâm đi. Đấy, thịt rất là thơm mà, thịt lợn đen, rang mắm. Đây nhìn đây, nhìn anh Trọng làm lần sau biết này. Đây, vô tay này. Mình mua đồ trở về là mình cho thế thôi thôi. Đấy, cho muối nhá. Xong mà lấy nước lã cho vào ngâm thôi nhá. Xong mình rửa sạch đi là mình ăn được. Nhớ chưa? Vân nhớ chưa? Những cái đồ mà mình biết nguồn gốc thì không sao. Đúng rồi, mình sợ người ta cho thuốc nên là mình phải rửa sạch như thế, Vân nhớ chưa? Nhất là em đi chợ là em mua cho con ăn là em phải như thế này. Ngâm muối một lúc xong mình rửa. Rửa lại một lần nước xong mình mới ăn. Nhớ chưa? Lúc nào rửa sạch xong là úp xuống cái chạn anh bọn anh làm cho anh nhé. Ừ. Rồi, xong ra bà giải chiếu đi, giải chiếu hộ đi. Đây phần hộ sách nồi cơm. Hộ sách nồi cơm, rút điện. Rồi, rút ở đây nữa. Đấy. Đúng rồi. Xong mang cái ấy vào, cái muôi vào sới lên cho nó nguội đi nhé. Mùa hè thì đây, muôi đây. Muôi xanh đây. Đấy, mùa hè thì mình ăn nguội thôi. Mùa đông thì mình ăn nó ấm. Rồi. Thôi. Đánh tơi lên nhé. Đi mua canh đi. Vâng. Rất là đạm bạc thôi mọi người. Ăn cùng các em. Cá rô phi rán thì cá chép hay rô phi chứ. Cái món này là món rất là ngon này, rau muống trên vùng cao này à. Này tốt cơm lắm. Đấy, nhiều cô bác anh chị cứ hỏi là vợ hiệp thế nào thế kia nhá, xong là chưa cưới mà đã có vợ nhá, thì thông báo luôn với mọi người là cuối tháng này, tức là 27-26 tháng 5 này là Tam Giác Mạch tổ chức gọi là đám cưới đúng không? Chính thức đoán là người bạn cùng giường về một nhà. Đấy là một lời thông báo tới cô bác anh chị nhé. Chia sẻ qua tí thôi. Là 26-27 tháng 5 này là mình tổ chức đám cưới. Nếu mà cô bác anh chị nào mà có thời gian thì trân trọng mời cô bác anh chị đồng hành. À đâu, trân trọng mời quý khán giả là lên chung vui với với vợ chồng Tam Giác Mạch tại nhà riêng của mình ở trên xóm. Đấy, hôm nay mình không ngồi ghế nữa bởi vì ghế đã không đủ. Đây đi, để xuống xếp gọn rồi mà. Đây mặt ông bằng Hà Tam Giác Mạch những cái hả, nhiều món quá à. Đẹp nhỉ. Ừ. Mặt ong vàng ươm luôn. Đây là anh em mình là dự trữ là từ Tết đến giờ rồi. Đây là những cái lít cuối cùng. Trong video thì anh em mình quay cho cái màu không đẹp đâu, nhưng mà cô bay chị cứ cầm thấy cái chai thực tế này này. Đấy. Không thì phải đợi đến mùa năm sau, tức nghĩa là cuối năm nay thì mới bắt đầu có. Mùa hè thì mật nào cũng loãng thôi mọi người nhé. Mùa hè nóng thì mật nào cũng loãng. Đấy. Đấy. Được chưa? Ngon quá anh ạ. Đi lấy cốc, hộ anh lấy cốc 7 cái để anh em mình uống nước. Nhà anh thì canh là Pepsi nhá, Pepsi là làm canh luôn. Đấy. Cốc ở trong kia. Cứ hỏi chị ấy nhé. Đấy, 20. Đây đúng rồi. Vân thông thạo phết nhỉ, ra tiếp xúc với anh nhiều. Xới tơi lên. Đánh tơi cơm lên. Đấy, chuẩn bị là đến giờ dùng cơm rồi. Thì mời cô ba anh chị và khán giả dùng cơm với gia đình. Đây là cơm vợ của Tam Giác Mạch nấu đây. Mắm tép trưng với thịt này. Rau muống xào tỏi. Chả. Cái món này là món
sốt cà chua, cà rán và dưa hấu trọng bổ đây. Trọng có quả răng logo VinFast nhưng mà bổ dưa thì rất là nhanh. Rồi, đây, tranh thủ quảng cáo tí chè. Đây là chè của chị gái Tam Giác Mạch nhé mọi người. Đây này, hình ảnh chị gái đây đang mặc áo dân tộc và có tí là trang sức đi hái chè, hình ảnh đại diện thôi. Đây, có mã vạch các thứ. Đây là một lạng nhé mọi người nhé. Nói chung là Tam Giác Mạch thì không có cửa hàng nên là nó cũng hơi bừa bộn một xíu. Trong thời gian tới thì anh em mình cũng sẽ làm cho nó chuyên nghiệp hơn, là cũng muốn xây dựng một cái thương hiệu nho nhỏ. Em nghiêng cái thành kia để rót, hướng dẫn em rót để nó đỡ bọt. Ai uống thì nhiều thì rót nhiều, uống ít thì rót ít. Rửa tay chưa? Rửa chân tay hết chưa? Rồi, ngồi xuống đi. Ăn cơm thôi. Dạ. Ai thích uống nhiều thì rót nhiều đúng không? Chào xong chưa? Đi vào đi. Đây là nói chuyện với người yêu. Giới thiệu cái logo VinFast ở trên răng thế nào. Chán đời. Bình thường thì mấy anh em mình sau khi đi làm về cũng ngồi ăn cơm với nhau như thế này. Có những hôm sớm thì anh em muộn thì anh em ăn, sớm thì lại thôi. Thơm nhỉ? Thịt chưng mắm tép thơm thật. Thơm lắm. Ăn thử xem có ăn được hợp khẩu vị không thì sau mình mua. Cái nào khẩu vị? Cái này nè, tại vì nhà mình chưa ăn cái này. Mang thịt chưng mắm tép thì ăn nhiều rồi chứ. Ngày qua là em chưa nấu bao giờ. Đấy, khoe với khán giả tí cái cốc của Tam Giác Mạch này. Đây logo nó là chữ Tam Giác Mạch cách điệu và núi đồi và một cái mặt trời hy vọng mở ra tương lai. Đấy, chia sẻ một tí. Rồi, anh ngồi đây. Được chưa? Các bác dùng cơm nhá. Rồi, nào. Rồi, bắt đầu đi nhỉ, ăn cơm thôi. Em mời anh chị ăn cơm. Rồi. Rồi, mời Vân mời xem cơm nhá. Em mời chị ăn cơm ạ. Ừ. Mời các bác, các chú, các cô mời. Thế không mời anh à? bên là mời chị thôi. Rồi, được rồi, đi ăn cơm đi. Mời tất cả khán giả dùng cơm với gia đình Tam Giác Mạch nhé. Đấy, cụm ly gái. Dô gái, đây là nước Pepsi đấy nhá. Chào. Rồi, chúc mừng Say đã có xe mới nhá. Chúc mừng nhá. Đi chậm thôi nhá. Chúc mừng nhá. Chào đón Vân với Say đến nhà của Tam Giác Mạch. Bây giờ mời tất cả mọi người dùng cơm với đại gia đình nhá. Bọn anh thì hay uống Pepsi, ăn cơm. Ngon nhá. Về nước canh. Đi, mời cơm nhá. Đi, mời đi. Mời cả nhà ăn cơm nhá. Qua dùng cơm nhá. Đây, dùng đũa. Mấy chị dùng cơm nhá. Đi, đúng. Nào. Thử cái thịt. Nào, một lần. Vâng. Em thử nhá. Thành gấp cho một lần, không biết ngại. Đây, tự nhiên nhá. Cái này chả sốt cà chua này vẫn đấy. Món này ngon lắm. Ăn thử xem. Ăn. Đừng chấm nữa. À, ăn thật. Vừa rồi. Đầu tiên anh ai ăn đấy. Mặn lắm. Mắm tép là mặn. Đây, xay, thử đi. Ăn thử đi, không ăn thật sao? Em không thấy cái gì mà. Thấy thì vòng vòng. Để ăn không vòng mấy. Không quen à? Ở trường này ăn cái này không? Không, cái này là chả mà, chả giò ấy. Chả ngon lắm em ạ. Đúng rồi. Cái này ngon, ngon xuất xí này. Đúng rồi. Ngon. Dạng đấy. Ăn thử xem. Nó mềm hơn. Ngon lắm. Để ăn một lần nữa. Sao nó mặn nhá, lại chấm thêm nước mắm nữa, mặn nữa không ăn được. Cái này nó không bở, nó không bở bở xuất hết đâu. Nó dai, thơm. Chắc thịt hơn. Ăn cá à. Con này. Vâng. Ăn nước mắm. Ăn tự nhiên nên không ngại đâu. Về nhà anh ngại chỉ có đói thôi. Nó cháu ơi. Tí nữa về tìm poker đây. Không có poker mà ăn. Poker là gì? Poker là gì? Poker là gì?
Bây giờ thì chỉ còn ngô xanh thôi nhỉ. Ngô ẩn nương. Ôi dồi, trọng phàm nước chấm đỏ chót. Chấm ngon chất đậm đặc. Chấm khác. Cái này quên ướp, rất không rõ. Ăn nhanh rồi nè, xoay. Mấy anh em dùng canh nhé. Tự nhiên đi, tự nhiên đi. Ăn liên tục, đó. Ăn mạnh mẽ đi. Ôi giời, món này ngon lắm. Sao có? Em quấn vương mà. Vay dài mà chị. Bắt đầu. Không nhớ. Chắc khả năng mai là như em. Mà vừa con nữa à? Ừ. À, rồi con này đứng dậy xong là ăn hoa quả này, mày lấy miếng ăn đi. Ăn lấu này ngon rồi, mà to quá. Ăn ngon nhá. Ngon nhá. Mà to lắm. Ừ. Không? Ừ. Lấy nước uống này. Sao? Nó to, nó đồ cá. Không có gì, cá ngon đầu, cô về lắm. Rau ngon lá. Thịt ngon chưa? Đã đéo đi nữa. Anh chị uống nước canh nhá. Em ăn rồi, em xin phép anh chị ạ. Xong rồi. Đi, nước rồi. Ăn rồi. Thôi bắt nước đi. Thế lấy nước đi, lấy cung nước xong rồi lấy nước uống. Đây này, lót nước cho hai anh em đi. Được ạ. Ừ, nhá. Anh chị ăn xong. Ừ, ok. Anh chịu ạ, bây giờ cũng đã chơi con nát tối rồi, em cảm ơn bữa con của anh chị. Thế thì bây giờ đi về xem nào. Em xin phép, về. Ừ, thế thì... Quần áo vào đi lạnh rồi, đêm lạnh rồi. Nào có thời gian xuống thì lại vào anh chơi, nhà anh ở đây nhá, biết nhớ nhá. Đối diện là một quán xôi nhá. Vâng. Để anh cho mỗi thằng một chai mật ong.
Ôi, thôi đấy. Ê, không ngại. Đừng khách sáo với anh, khách sáo với anh thì anh không bao giờ lên với bọn em nữa. À, nhá, xay một chai. Cái này ví dụ con em bị nhiệt miệng hay là như nào đấy em có thể dùng nó bôi. Và... hoặc là ho thì mình có thể cho pha với liều lượng nhỏ. Đây, cho vào đi cầm cầm về nhé. Em cảm ơn. Anh chị rất nhiều nhé. Rồi, nào rảnh lại xuống chơi nhé. Về thận đội mũ vào, cứ đi đường bên phải nhé. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Bật đèn lên nhé, đi chậm rồi vào cua nhớ còi to nhé. Rồi, về đi nhé. Cảm ơn anh chị rất nhiều nhé. Em đi nhé. Em về nhé. Ok. Và... không cả. Đây đội mũ vào là Hoàng ấy. Không cắn chắc chưa. Đấy treo vào đây này. À không cho treo à? Không la. À hôm nào lấy đăng ký thì đăng ký thì lắp cái móc treo vào. Lắp cái móc treo. Cái xe của anh không lắp vào đây à? Xin mời. Okay. Khóa đâu? Đây. Đây này chắc phải đi số 1 với số 2 nó mới khỏe thôi. Số 2 thôi. Đi số 4 thì được thật thà thế, đi số 2 được dốc thì đi số 1. Được như nào đâu. Ai vụ về quá cho nên quên mất. Vội quá. Vụ về quá. Quên động đúng rồi. Rồi, thế nè. Bắt tay nhá, chờ sẵn. Cái anh chị nhá. Em về. Xin phép về. Và sang đường nhớ xin ăn nhá. Và ủa chào các bác, chào các bác, một câu là về thôi. Như này một cái. Và xin chào các bác, cửa không xuống nhá. Cứ đi số 1 số 2 nhớ xin ăn sang đường ấy. Xe ô tô nhá.